Thiếu Tân hiện đã có thai. Lần này Nhi Thần đưa nàng về đây, muốn xin phụ quân ban thiên chỉ, để Nhi Thần có thể cho nàng một danh phận. Ngươi đã vì nó mà bỏ đi tương lai của mình, bổn quân đã rất thất vọng rồi. Giờ lại còn dám đem người này vào thiên cung, trong pháp hội của Linh Bảo Thiên Tôn. Ngươi muốn bổn quân nhớ đến sự bất hiếu của ngươi khi xưa sao? Là Nhi Thần suy nghĩ không kỹ, cầu xin phụ quân hãy bớt giận. Xin phụ quân bớt giận. Lùi xuống đi, không được để nó làm loạn pháp hội Linh Bảo Thiên Tôn. Thần tướng của Linh Bảo Thiên Tôn, phụ quân cẩn thận. Tiểu Điên hả? Tiểu Điên hả? Ma tính của phụ hoàng này chưa hết, mọi người mau tản ra. Nàng đừng nói gì hết. Gây ra họa gì? Sao miệng lại đầy máu? Tiểu Điện Hạ bướng bỉnh muốn vào pháp hội cùng tiểu thần, lúc đó không biết ai làm rơi pháp khí của Công Luân Hương là Hoạt Ngọc Thanh Công Luân, kinh động thuốc cởi của Linh Bảo Thiên Tôn. Con phượng hoàng đó bộc phát ma tính, làm cho Tiểu Điện Hạ bị thương. Các người lùi xuống hết đi. Dạ. Để quân hay để tiểu tiền trị thương cho cô nương này. Lùi xuống. Dạ. Hoạt Ngọc Thanh Công Luân là Tôn Nhi giao cho Tố Tố bảo quản. Nàng ấy không hề biết cây quạt này là pháp khí của Công Luân Hương. Tôn Nhi vốn nghĩ là một phàm nhân có được pháp khí cũng không dùng được, nhưng không ngờ lại xảy ra đại họa. Là Tôn Nhi hành sự không đúng, cam nguyện chịu phạt. Còn có biết người bị thương là ai không? Dạ Tôn Nhi không hề biết.
là cháu của Bạch Thiển Thanh Khâu, Bạch Phượng Cửu. Bạch Thiển vẫn chưa gả cho Thiên Tộc, đã bị một người phạm gây chuyện làm cháu gái của mình bị thương. Nếu như Thanh Khâu trách tội, người nói bổn quân phải làm sao đi? Tôn Nhi nguyện đến Thanh Khâu tạ tội. Tạ tội sao? Con đứng lên đi. Dạ. Tội của con là lơ là, còn tội của người phạm này thì sao? Tố tố là bị oan uổng, Thiên Quân xin người minh xét. Oan sao? Bởi vì tôi không hề biết cây quạt này là pháp khí. Quy tắc trong cung, không biết mà phạm lỗi thì vẫn có tội. Nô tỳ không phải cố ý tới đó, mà là có một tỳ nữ tỷ tỷ tới truyền lời của nương nương, kêu nô tỳ đem chiếc quạt này đến. Là tỳ nữ nào, người có quen hay không? Thiên Quân, xin người minh xét. Tôi không hề chuyển lời gì cho nại nại hết, nhất định có người muốn hại tôi. Hỗn lẩu, người nói ở Thiên Cung lại có tiên nhân hại người phàm như ngươi sao? Tôi không có ý muốn nói vậy, nhưng người cũng đã nghe rồi mà. Đủ rồi. Tố tố nói năng không suy nghĩ, xin Thiên Quân thứ tội. Phụ quân, vì tiểu tỳ nữ của Nhất Lãm Phương Hoa từ nước tiên ở hạ giới lên đây không lâu, không hiểu quy tắc trên trời, là nhìn thấy cảnh tượng lớn như vừa rồi nên mới phạm sai lầm không dám nhận tội. Xin phụ quân đừng vì một lời của tiểu nô tỳ mà phải tức giận. Nại nại phẩm cấp tuy thấp nhưng là người rất thành thật, nếu sai cô ấy đã nhận tội và càng không có chuyện đi vu cáo đổ tội hãm hại người khác. Thiên Quân, câm miệng. Thiên Quân, xin nghe Tố Cẩm nói vài câu. Nàng lại muốn nói gì đây? Đều tại Tố Cẩm tự làm theo ý mình, đưa Tố Tố đến Thượng Thanh Cảnh. Thiên Quân nếu muốn giáng tội, Tố Cẩm nguyện chịu phạt thay muội ấy. Nàng đồng ý chịu phạt thay à? Dạ, Tố Cẩm nguyện chịu phạt thay cho muội ấy. Chuyện của cung thái tử không cần người ngoài nhúng tay vào. Nếu muốn chịu phạt, Tố Tố sẽ tự lãnh tội, không liên quan tới Thiên Phi. Thiên Quân, Thiên Quân, ta vừa biết nghiệt xuất này gây ra quả lớn nên liền dỗ dàng qua đi. Đa tạ chư vị ra tay thu phục nghiệt xuất, nhưng ta không biết tại sao con nghiệt xuất này hôm nay lại trở nên hung dữ như vậy. Có một tỳ nữ làm rơi cây quạt, làm kinh động tới nó. Bổn quân đang trị tội bọn chúng đi. Quạt Ngọc Thanh Cung Luân. Thiên Quân có biết cây quạt này ban đầu là pháp khí của ai không? Bổn quân biết chứ. Nhưng có lẽ Thiên Quân vẫn chưa biết một điều, nghiệt xúc này giao bấy vạn năm trước đã suýt làm Tư Âm Thượng Tiên bị thương. Nó từng làm Tư Âm Thượng Tiên bị thương sao? Không sai. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó Dực Quân cũng có mặt ở đó, còn bị nghiệt xuất này đã thương nữa. Không biết Dực Quân có còn nhớ hay không? Không sai. Ta và Tư Âm khi đó từng giao đấu với Phượng Hoàng này. Sau đó Tư Âm dùng quạt Ngọc Thanh Cung Luân hàng phục nó. À, thật không ngờ Tư Âm và Dực Quân ngài lại có giao tình sâu đậm như vậy. Tình cờ gặp mặt, ta và hắn cũng không thân thiết gì. Thiên Quân đang phải giải quyết chuyện trong nhà, bổn quân ở đây cũng không hay lắm. Cáo từ. Dực Quân mời tự nhiên. Chưa gì. Cáo từ. Có thể chính vì trước đây Tư Âm từng dùng quạt này giao đấu với nghiệt xúc mới khiến cho nó đại phát ma tính, quay sang tấn công người khác.
Cho dù thế nào cũng là người của cung ta, làm náo loạn pháp hội, mong sư huynh rộng lượng bỏ qua. Hey, chẳng qua chỉ là con nghiệt súc đã chết, thiên quân đâu cần phải tức giận như vậy. Đâu chỉ chuyện thú cưỡi của thiên tôn bị chết, thần thú này còn làm bị thương tiểu điện hạ của Thanh Khâu. Nói cho cùng cũng là lỗi của bổn tôn, biết rõ con nghiệt súc này chưa hết ma tính, còn đưa nó lên cửu trùng thiên, gây ra bao nhiêu quả. Muốn phạt thì nên phạt bổn tôn mới phải. Thiên tôn quá lời rồi. Linh bảo thiên tôn đã đứng ra chịu phạt thay cho các ngươi, các ngươi phải ghi nhớ trong lòng đó. Tố Cẩm, đứng lên đi. Dạ. Còn hai ngươi, lui đi. Đợi đã. Tuy thiên tôn cầu xin thay các ngươi, nhưng bổn quân cũng khó mà tha thứ cho các ngươi. Từ hôm nay, tất cả người ở trong Nhất Lãm Phương qua đều bị cấm túc, không có sự cho phép của bổn quân, không được rời khỏi nửa bước. Nô tỳ tuân lệnh. Sư đệ à, sư phụ lão nhân gia vừa người đến đây, chúng ta mau tới thỉnh an sư phụ đi. Dạ qua. Nếu sư phụ con đã tới rồi thì mau đi bái kiến ông ấy đi. Dạ. Đưa bọn họ về cung. Dạ. Dạ. Đa tạ sư huynh ra tay tương cứu. Cũng may Dực Quân Ly Kính kịp thời đến tìm ta, không thì theo tính cách của thiên quân, e là đã lấy mạng của nương đó rồi. Dực Quân Ly Kính. Mấy ngày trước, con quả kỳ lân của hắn vô tình phóng quả đốt chi qua cung, suýt chút nữa làm tố tố cô nương bị thương. Cũng chính vì như vậy mà hôm đó Dực Quân ra tay giúp đỡ, lo chuyện bao đồng. Dạ qua. Nhớ trước đây nhi thúc của đệ rất được yêu thương, nhưng vì chuyện của một nữ nhân mà bị trục xuất đến Đông Hải, chuyện này đệ cũng chứng kiến. Người phàm dù sao cũng là người phàm, không thích hợp sống ở đây. Sớm ngày đưa cô ta đi thì may ra còn giữ được tính mạng. Lùi hết đi. Dạ. Quỳ xuống. Tại sao nàng còn nói đỡ cho người phàm đó? Tố Cẩm cho là chuyện của hôm nay vẫn chưa thể định tội chết cho người phàm đó. Nếu đã không thể định tội chết, chỉ có thể làm cô ta chịu khổ, thì chỉ bằng không phạt. Tố Cẩm, nàng đừng có giở trò khôn lỏi ở trước mặt của bổn quân. Tố Cẩm thật không dám giở trò gì trước mặt thiên quân. Tố Cẩm cũng sợ nữ nhân đó sẽ cản đường thái tử điện hạ, cho nên Tố Cẩm nguyện giúp thiên quân danh chính ngôn thuận diệt trừ người phạm tố tố đó. Tố Cẩm, ban đầu vì nàng giúp cho bổn quân, nàng mới xin vào cung làm phi. Làm vậy để giúp bổn quân lấy lòng người, bổn quân cũng hứa sẽ thực hiện một tâm nguyện cho nàng. Bây giờ nàng lại giúp bổn quân giải quyết nữ nhân này, lần này nàng lại muốn gì đây? Thiếp vẫn là vì việc đó.
vẫn là việc đó sao? Nàng nói xem, chuyện gì mà nàng cố chấp đến như vậy chứ? Tố Cẩm chỉ có một thỉnh cầu, nếu thiếp có thể khiến cho người phàm đó chết, khẩn xin Thiên Quân ban Tố Cẩm cho Thái tử Điện Hạ làm trắc phi. Nàng muốn ở bên Thái tử à? Cả đời này của Tố Cẩm chỉ có một tâm nguyện này thôi. Nàng nói cho bổn quân nghe, lúc trước nàng muốn làm Thiên Phi, có phải cũng vì chuyện này hay không? Không sai. Tốt lắm, đây mới chính là người nên ở bên cạnh Dạ Hoa, biết được chính mình muốn gì, cũng biết làm cách nào mới lấy được thứ mà mình muốn. Được, bổn quân hứa với nàng, ban thưởng cho Tôn Nhi một phi tần không phải chuyện lớn gì. Huống hồ bổn quân chưa từng sủng hạnh nàng, cần gì giữ nàng bên cạnh làm uổng phí tuổi thanh xuân chứ? Thiên Quân, người đồng ý sao? Đúng vậy, bổn quân đồng ý. Tạ Thiên Quân. Có điều nàng phải nhớ rõ, những gì mà nàng đã hứa với bổn quân. Thiên Quân yên tâm, nhất định Tố Cẩm sẽ nghĩ ra cách để Thái tử Điện Hạ không thể giữ cô ta lại. Không lẽ xuất sinh đó cũng nhận nhầm Tố cô nương thành Tư Âm sao? Cấm túc. Cả thiên cung này rõ ràng muốn lấy mạng cô ấy. Cô ấy là người phàm, sống ở nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Quân thượng nghĩ nhiều rồi, cô ta hiện đang mang cốt nhục của Thái tử Điện Hạ, sẽ không gặp nguy hiểm gì ở thiên cung đâu. Rất khó nói. Có phải Điện Hạ quan tâm người phàm đó hay không? Từ khi nàng mang thai, bổn quân đã hết sức chiều ý nàng, sao càng ngày nàng càng vô lý vậy? Quân thượng, thần thiếp cũng chỉ vì quân thượng. Nàng vì ta? Có phải quân thượng cho rằng quỳ nữ không thật lòng với chàng hay không? Ta không muốn nói những điều này với nàng. Quân thượng, nàng yên tâm, bổn quân sẽ không tới Nhất Lãm Phương Hoa tìm cô ta. Được nói chuyện. Đế quân muốn cứu tôi sao? Nếu đế quân lại cứu tôi vì món nợ này, làm sao tôi trả hết được? Không được nói chuyện. Đế quân, trách nại nại dễ tin người, liên lụy tới nương nương, xin nương nương xử phạt.
Ta ở đây không quyền không thế, ngay cả quyền nói chuyện cũng không có. Nếu nói ra vẫn là ta liên lụy ngươi. Là nô tỳ ngu ngốc. Nại nại, ngươi, ngươi có biết Dạ Qua với Tố Cẩm Thiên Phi đó có quan hệ gì không? Nô tỳ nghe nói Tố Cẩm Thiên Phi là do mẫu phi Thái tử Điện Hạ một tay nuôi lớn, từ nhỏ đã làm bạn với Thái tử Điện Hạ. Chỉ muốn báo ơn, nhưng giờ lại liên lụy tới đế quân, hao tổn pháp lực trị thương cho ta. Nếu như ta còn ở lại đây, sợ là sẽ khiến anh Khâu mất hết thể diện. Dạ Qua, xin lỗi chàng. Từ sau khi thiếp có con, tâm trạng cứ luôn bất ổn. Không phải là lỗi của nàng, là do thiên cung này quá nhiều quy tắc, không thể tự tại thoải mái như trên núi Tuấn Tật được. Chuyện ngày hôm qua, chuyện ngày hôm qua thiếp không trách chàng. Thiếp chỉ nghĩ là, thiếp nghĩ sở dĩ thiên quân luôn có thành kiến với thiếp, chắc chắn do ở phàm giới chàng đã lén cưới thiếp. Dạ Qua, thiếp muốn cùng chàng sống thật hạnh phúc ở đây, giống như chúng ta ở núi Tuấn Tật vậy, được không? Tối nay chàng còn đến tìm thiếp không? Không đâu. Thiếp hiểu chứ, chàng là thái tử thiên tộc, phải xử lý chính sự. Nếu thiếp không để chàng đi, người khác sẽ nói thiếp là hồng nhan họa thủy. Thiếp thấy trong kịch vẫn hát như vậy mà. Thiên cung không có mấy loại kịch như người phàm đâu. Ta đi trước đây.
đế quân. Ngươi đi bẩm báo với thiên quân, tiểu đế Cơ Thanh Khâu không còn đáng ngại nữa. Không sao là tốt rồi. Tiểu điện hạ quay về Thanh Khâu chưa? Tiểu tiên xin cáo luôn. Quân thượng, tìm thấy liên quán chưa? Tìm thì tìm thấy rồi, nhưng mà ở Bắc Quan. Bắc Quan? Dạ, liên quán đã làm phản ở Bắc Quan rồi. Dự quân, thiên quân có việc gấp, mời dự quân đến đại điện bàn chuyện. Ta biết rồi. Chàng đi đâu vậy? Đến đại điện bàn chuyện với thiên quân. Tiếp không tin, thiên quân sao lại gọi chàng đến bàn chuyện được? Chàng cũng đâu phải người thiên cung, ông ta có chuyện lớn gì cần bàn bạc với chàng? Rõ ràng chàng đi gặp nữ phạm nhân kia. Chàng biết tiếp không thể rời khỏi căn phòng này nửa bước, không quản được chàng. Đủ rồi. Ta nói nàng biết vì sao thiên quân lại tìm ta. Chính vì nàng đã lén trộm binh phù. Nàng đưa binh phù cho Yên Chi nên Yên Chi cứu được Ly Quán, giờ chúng tạo phản ở Bắc Quan. Tạo phản? Nếu thiên quân có trách phạt xuống, muốn trị tội phản nghịch này, ta cũng không cứu được đâu. Ở yên trong phòng này chờ ta. Được đế quân ôm ở trong lòng thích thật. Ê, nhưng mà lừa gạt ân nhân cứu mạng như vậy không có hay lắm. Đế quân, qua đây. Thiên quân giận dữ à? Không sai, Dương quân và thái tử điện hạ đã bị gọi tới rồi. Trong tấu sớ viết, Xích Viêm Kim Nghê Thú xuất hiện trong danh trại của phản quân Bắc Hoa. Xích Viêm Kim Nghê Thú? Dạ Hoa, bổn quân rất thất vọng về con. Năm đó bổn quân mời Đại La Thiên Giới Nguyên Sử Thiên Tôn của Thượng Thanh Cảnh nhận con làm đệ tử của người. Thiên Tôn chỉ có một đệ tử là Linh Bảo Thiên Tôn, rất khắt khe khi nhận đệ tử. Khi nghe ta hỏi, người không nói lời nào chỉ gật đầu. Bổn quân đã vui mừng khôn xiết. Sau đó con chưa được khai giảng năm tuổi đã thăng lên làm thượng tiên, khiến người của Tứ Hải Bát Quan không còn cho con là thế thân của Mạc Uyên. Cuối cùng con có thể khiến bổn quân nở mày nở mặt. Thái tử Dạ Hoa không thua kém Mạc Uyên thượng thần, nhưng từ khi con xuống hạ giới thu phục Xích Viêm Kim Ngây Thú thì mọi hành động của con đều khiến bổn quân thất vọng. Thiên quân bớt giận, xin hãy cho Tôn Nhi một cơ hội lấy công chuộc tội, để Tôn Nhi đích thân dẫn binh đến Bắc Quan dẹp loạn. Dạ Hoa, con đừng quá quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường. Trong trận chiến với Giao Nhân Tộc, con không đánh lại thủ lĩnh Giao Nhân Tộc. Khi thu phục Xích Viêm Kim Ngây Thú, con lại thất thủ. Lần này đi Bắc Quan dẹp loạn
là cơ hội cuối cùng của con. Còn nữa, mặc dù con là thái tử, người ta vẫn luôn miệng gọi là thái tử điện hạ, nhưng con vẫn chưa nhận được ấn thái tử, vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ chư hầu tứ hải. Tôn Nhi hiểu rõ, Tôn Nhi nhất định sẽ đại thắng trở về. Nếu như có vấn đề gì, không chỉ mình con mà toàn bộ cung thái tử đều sẽ cùng chịu phạt. Dạ. Nương nương, người đợi thêm một lát, nô tỳ đã cho người tới thiện phòng lấy một phần canh bổ. Canh bổ mang tới rồi, nương nương đích thân mang đến tử thần điện, điện hạ nhất định sẽ rất vui. Nhưng mà dạ qua đã nói cấm thúc tất cả mọi người trong nhất lãm phương qua rồi mà. Ta tự ý đi lại như vậy không tốt, có đúng không? Thái tử điện hạ nói là không được rời cung thái tử nửa bước. Nương nương đi đưa canh cũng nằm trong cung thái tử mà. Thái tử điện hạ sẽ không nói gì đâu. Vậy cũng được, nại nại đa tạ ngươi. Nô tỳ là do thái tử điện hạ phái đến để hầu nương nương, sao người lại cảm ơn? Nô tỳ xin phép lui xuống. Ừ. Con cũng đi theo. Con, nhưng mà con đâu có biết dẫn binh. Khi đánh nhau với Giao nhân tộc, không phải con đã thay vị trí của Dạ Hoa, tiêu diệt sạch bọn phản loạn sao? Thì đúng là như vậy, nhưng mà lúc đó vì Dạ Hoa đang gặp phải nguy hiểm, con có sự ủng hộ từ các thủ lĩnh, trước đó đã có định sẵn chiến thuật hết rồi, cho nên con mới thắng được phản quân thôi. Con muốn kháng chỉ có phải không? Nhi thần không dám. Còn nữa, cô nương trong cung nói là có người hãm hại cô ta, vậy con nói xem bổn quân có phải nên có lời giải thích với cô ta không? Do nàng ấy không hiểu chuyện, Tôn Nhi hạ lệnh cấm túc nàng ấy ở trong cung để răn đe nàng ấy. Bổn quân thì lại nghĩ là nên cho điều tra rõ. Tối nay bổn quân sẽ đổi hết các tỳ nữ trong cung con giao cho Phổ Quá Thiên Tôn tra khảo. Đổi hết tỳ nữ? Phụ quân chỉ nghĩ cho an nguy của con thôi. Nếu trong cung thật sự xảy ra chuyện gì, hôm nay có kẻ ra tay với người của Nhất Lãm Phương Quang, thì ngày mai sẽ cho hạ độc trong trà của con. Vẫn nên tra rõ thì hơn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Hai đứa con cứ chờ ở đây, lát nữa thủ lĩnh các phân nhánh và cả Dực Quân Ly Kính cũng sẽ đến đây để cùng thương thảo chiến sự Bắc Quan. Dạ. Dạ. Phụ quân đang muốn mượn chuyện này để đổi hết tỳ nữ giết mừng trung thành trong cung của con. Con cần phải cẩn thận hơn đó. Lý kính tham kiến thái tử điện hạ, tam điện hạ. Thiên quân đâu? Thiên quân đã phái ta dẫn binh dẹp loạn ở Bắc Quan. Người gây ra đại loạn chính là đại ca ta. Bổn quân bằng lòng dẫn binh đi theo điện hạ dẹp loạn. Ngươi? Sao vậy? Điện hạ nghi ngờ lòng trung thành của ta à? Tuy ngươi là người vực giới, nhưng ngươi cùng thiên tộc vốn có chung lợi ích không thể tách rời nhau. Bổn quân không sợ ngươi có tâm cơ gì, chỉ là những hạ thủ của ngươi có thực sự đồng ý cùng chúng ta đi tiêu diệt đại hoàng tử Ly Quán hay không? Thái tử điện hạ có nỗi lo này cũng là điều dễ hiểu. Ta làm Dực quân đã 7 vạn năm, kẻ thù cũng là tướng sĩ Dực tộc, những kẻ nên diệt cũng đã diệt rồi. Nhưng lần này xuất binh thật ra cũng có lòng riêng. Lòng riêng? Thái tử điện hạ bị thủ lĩnh Giao nhân tộc chém trọng thương, Giao nhân tộc nói sao cũng là một phần của Dực tộc. Ta muốn nhân cơ hội này giúp thái tử điện hạ dẹp yên phản loạn Bắc Quan, để mong điện hạ có thể xí xóa bỏ qua chuyện ở Trường Hải. Dù gì Giao nhân tộc cũng bị diệt rồi,
đừng vì chuyện này liên lụy tới vực giới. Đây chính là tâm tư của ta. Được, bổn quân hứa với ngươi, chỉ cần ngươi lập chiến công ở Bắc Quan, bổn quân sẽ không truy hỏi quan hệ giữa giao nhân tộc và vực tộc nữa. Quyết không nuốt lời. Quyết không nuốt lời. Nô tỳ vừa rồi có tới hỏi các tỷ tỷ ở Tử Thần Điện. Thái tử điện hạ hiện giờ đang ở Tử Thần Điện, nghe nói đêm nay sẽ xuất cung. Nương nương mau đi đi, nếu còn đợi nữa canh sẽ nguội đó. Dạ qua. Tiếng nói này là của Tố Cẩm Thiên Phi. Ta cầu xin cho nàng ta, còn không phải là vì thái tử sao? Sao chàng vẫn không chịu hiểu? Nếu trong bụng cô ấy không có cốt nhục của chàng, mẫu phi chàng cần gì phải lên đại điện cầu xin giúp cô ta? Ta cần chi phải liều chết bảo vệ cô ta? Ta biết là chàng lấy một người phàm chính là để trả thù ta, đã phản bội chàng mà đi lấy thiên quân, có đúng không? Nhưng ta còn cách nào nữa đây? Ta đâu thể làm gì được. Nữ nhân ở trong Tứ Hải Bát Quan, có ai chống lại được ân sủng của thiên quân? Chàng nói ta nghe đi Dạ Qua, chàng vẫn còn yêu ta đúng không? Chàng gọi cô ấy là Tố Tố, cũng chỉ vì trong tên của ta cũng có chữ Tố đúng vậy không? Chàng cứ không chịu hiểu, tình yêu của ta còn vượt xa ả người bạn kia. Đưa canh xong rồi sao? Nương nương, sao người lại khóc? Ta không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi, muốn nghỉ một chút. Người lui xuống đi. Dạ Qua, sao đột nhiên thái tử lại tới đây? Sao gì? Có chuyện gì muốn nói hay sao? Đưa ta gương đồng. Gương đồng?
gương đồng gì chứ. À, ta nhớ ra rồi. Ý ngài muốn nói là chiếc gương đồng ngài đánh rơi lúc chiến đấu với giao nhân tộc đó sao? Ta đã nhặt nó giùm ngài, ngài quên rồi sao? Bổn quân đêm nay sẽ đổi hết các tỳ nữ trong cung thái tử, giao chúng cho Phổ Quá Thiên Tôn tra khảo. Phụ quân đang muốn mượn chuyện này để đổi hết tỳ nữ nhất mực trung thành trong cung của con. Con cần phải cẩn thận hơn đó, Gia Qua. Chàng gọi cô ta là Tốn Tốn cũng chỉ vì, cũng chỉ vì trong tên của ta cũng có chữ tố, có đúng vậy không? Nàng sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Nói ta biết đi. Chàng đến đây làm gì? Ta phải tới bắt quan đóng quân nửa đông. Lại phải đi nửa năm mà. Ít nhất nửa năm. Nhưng chúng ta có thể như lúc trước, liên lạc qua gương đồng. Khi nàng có chuyện gì hay muốn nói chuyện với ta, đều có thể dùng gương đồng nói với ta. Chàng hãy tự bảo trọng. Thiếp cảm thấy không được khỏe, không xuống giường tiếp chàng được. Nàng thấy không khỏe sao? Chàng muốn làm gì? Ta muốn xem nàng như thế nào. Thiếp chẳng có gì để xem đâu. Chàng đi đi.